68 năm đầu tư chứng khoán chưa một lần lỗ, lão làng hơn 100 tuổi trải qua 26 lần thị trường trao đảo tiết lộ. Đừng mong kiếm được 101% số tiền, 66% đã là quá đủ. Sống sót sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929, vị lão làng này không bị ảnh hưởng gì. Trải qua 68 năm đầu tư, ông chưa một lần chịu cảnh lỗ bất chấp thị trường có biến cố. Ông trùm đầu tư Joy Newber tham gia thị trường vào đêm trước khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ vào năm 1929. Ông được biết đến là người sống sót sau sự sụp đổ của thị trường thời kỳ đó bằng cách bán khống cổ phiếu giờ cơ và giữ mức thua lỗ ở con số tối thiểu. Trong sự nghiệp đầu tư kéo dài 68 năm của mình, chưa lần nào ông phải chịu cảnh thua lỗ dù đã trải qua 27 lần thị trường lên giá và 26 lần thị trường xuống giá trong thế kỷ 20. Năm 1939, ông đồng sáng lập công ty môi giới New Burman cùng với Robert Bermerman và tiếp tục quản lý công ty của mình đến năm 99 tuổi. Trong cuốn tự chuyện của mình, Newber đã chia sẻ sự khôn ngoan để có thể thắng lớn trên thị trường bằng cách vạch ra 5 nguyên tắc đầu tư thành công mà ông cảm thấy có thể giúp những nhà đầu tư trẻ trong hành trình tham gia vào thị trường. Nguyên tắc 1. Biết mình Newber nói rằng các nhà đầu tư nên tìm hiểu bản thân ngay trước khi bắt đầu nghiên cứu các công ty để đầu tư, vì điểm mạnh cá nhân có thể giúp xác định thành công trên thị trường với tư cách là nhà đầu tư. Hãy kiểm tra tính khí của bản thân để xem liệu bạn có phải là một nhà đầu cơ bẩm sinh hay là một người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hãy trung thực 100% với chính mình khi trả lời câu hỏi này. Bạn còn phải có khả năng đưa ra những đánh giá một cách bình tĩnh. Bình tĩnh không có nghĩa là chậm chạp. Cách hiểu đúng ở đây là đưa ra quyết định cẩn thận dựa trên kiến thức sẵn có. Ông nói, "Newber cho biết ngoài trả lời câu hỏi trên bạn còn phải hiểu bản thân có nhanh nhạy với những con số hay không? Thêm nữa, bạn có hứng thú mạnh mẽ với những gì mình muốn làm?" thành công trong đầu tư dựa trên việc áp dụng kiến thức và kinh nghiệm. Bạn nên chuyên môn hóa đầu tư vào những lĩnh vực bản thân có kiến thức cụ thể. Nếu không biết gì về một lĩnh vực và chưa nghiên cứu và công ty đó hãy tránh xa nó, ông khuyên. Nguyên tắc 2. Nghiên cứu về những bậc thầy vĩ đại. Newber nói rằng, ngay cả những nhà đầu tư kiệt xuất nhất cũng từng mắc sai lầm và trải qua khó khăn trong sự nghiệp của mình. Và họ đã học được từ những sai lầm này và áp dụng những bài học đó vào thị trường ở thời điểm quan trọng. Các chuyên gia ông đề xuất tham khảo bao gồm Warren Buffett, Peter Lin, Low Perlai, Jock Sozot, Jimmy Michael Sertan Hahey, Robert Winson, Joseph Kennedy, Michael Milken. Ông cho rằng bạn hãy hưởng lợi từ những sai lầm và thành công của họ. Tuy nhiên đừng làm theo ý gì mà hãy điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. Nguyên tắc ngày 3, cảnh giác với trợ cửu. Newber cho rằng đa số các nhà đầu tư đều mù quáng nghe theo những tuyên bố tích cực hay tiêu từ một nhà phân tích am hiểu nào về một số mã chứng khoán nhất định. Điều này dẫn đến việc thị trường bị phản ứng dữ dội. Một cá nhân nhận xét về một cổ phiếu tăng hay giảm 10% không có nghĩa là thị trường lên hay xuống thực sự. Tôi gọi đây là chợ cừu, ông nói. Newber cảm thấy chợ cừu có thể được so sánh với ngành công nghiệp thời trang. Khi một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời tạo ra một kiểu váy hay bộ đồ mới, các nhà thiết kế khác sẽ sao chép nó và hàng triệu người sẽ chạy theo mốt đó. Đây có thể hiểu là một thị trường cừu. Ở chợ cừu, mọi người cố đoán xem đám đông sẽ làm gì và tin rằng họ có thể đi theo dòng chảy thuận lợi đó. Điều này có thể gây ra nguy hiểm. Ông khẳng định rằng các nhà đầu tư thường rất dễ nghe theo các lời gợi ý. Vì vậy, ông khuyên mọi người nên tự nghiên cứu và chọn cổ phiếu dựa trên giá trị của chúng thay vì áp dụng những mẹo mà họ không được kiểm chứng tính đúng sai. Nguyên tắc 4: Giữ tầm nhìn dài hạn. Newber cho biết, các nhà đầu tư thường mắc sai lầm khi tập trung vào thu nhập ngắn hạn và bỏ qua các xu hướng dài hạn. Một bộ phận lớn các nhà đầu tư ở phố Wall dường như bị ám ảnh bởi việc tìm hiểu điều gì xảy ra với thu nhập của mình theo từng phút một. Ông tin rằng lợi nhuận phải là kết quả của sự kết hợp các chiến lược dài hạn từ việc quản lý phù hợp đến nắm bắt cơ hội kịp thời. Nếu các yếu tố này được phối hợp đúng cách, lợi nhuận ngắn hạn không phải là mối quan tâm chính. Một ưu điểm của việc có tầm nhìn dài hạn là bạn sẽ không bị hấp dẫn bởi những xu hướng nhất thời ở phố Wall. Ví dụ từ sự bùng nổ cổ phiếu ô tô vào những năm 1920 đến sự bùng nổ cổ phiếu bowling vào những năm 1950. Khi đó, người ta tin rằng mọi người Mỹ để sẽ dần trở thành những vận động viên ném bóng. Nhưng tình thế đã thay đổi ngay sau đó, những người mua sớm thì kiếm được bộ tiền, còn người ăn theo và mua với số lượng lớn thì lại chịu thiệt hại nặng nề. Vì thế, Newber luôn đặt ra 4 tiêu chí khi mua một loại cổ phiếu với số lượng lớn. Ngày 1, sản phẩm của công ty có tốt không? hai đây có phải là một sản phẩm cần thiết ngày ba cách quản lý của công ty có trung thực hiệu quả bốn báo cáo tài chính trung thực và đáng tin cậy hay không nguyên tắc năm vào và ra đúng lúc newber nói rằng việc tìm ra thời điểm thích hợp để tham gia thị trường và khi nào là thời điểm tốt để thoát ra và đứng ngoài là điều rất quan trọng để thành công trong đầu tư xu hướng tăng cũng có thể xảy ra trong khi bánh xe đang bị trượt đôi khi sự lao dốc cũng đến ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng Ông tin rằng trong một thị trường giá lên, kiềm chế lòng tham của bạn là điều khôn ngoan. Ở phố Wall người ta luôn truyền tay nhau câu nói nổi tiếng này, bull make money, bet make money and big get slaughter ớt ý, chỉ những nhà đầu tư tham lam thường dễ bị thua lỗ. Do đó, Newber khẳng định các nhà đầu tư không nên kiếm 101% số tiền. Mục tiêu của bạn chỉ nên kiếm được 66%, sau đó ra ngoài và mua lại một cổ phiếu mới đã được nghiên cứu. Ông lấy ví dụ về triết lý đầu tư của huyền thoại phố Wall, Bernard Berzak. Người đàn ông này luôn xác định bước chân vào thị trường với mục đích kiếm tiền chứ không tham tiền. Ông không bao giờ cố đợi đỉnh để ban hay đợi đáy để mua. Thay vào đó bơ nốt mua ngay khi dám giảm và bán khi tăng. Ông luôn chủ trương mua sớm hơn và bán sớm hơn. Newber cho rằng phố Wall có một bí mật, nếu nắm giữ cổ phiếu đủ lâu bạn có thể kiếm tiền. Nhìn chung tuyên bố này là đúng nhưng không thể áp dụng cho mọi công ty vì doanh nghiệp đó có thể phá sản bất kỳ lúc nào. Theo Economic Times,